Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh YouTube của Phương Nam 33. Hôm nay là số 50 nha anh em nhá. Video này số 50. Và hôm nay là ngày 21 tháng 4 năm 2020. Đó. Thì mấy hôm nay em bận quá. Hàng Sony nó về nhiều, em bán thợ, em không có thời gian lên video, anh em thông cảm nhá. Thì hôm nay giới thiệu cho anh em, vẫn là giới thiệu lại cái quy trình làm việc là cọc trước phí vận chuyển từ 50 cho đến 100 nghìn tùy giá trị của máy nha anh em nhá. Nếu mà giá trị của máy mà là trên 4 triệu là cọc phí vận chuyển là 100.000, dưới 4 triệu là cọc phí vận chuyển 50.000. Bên em ship toàn quốc nhá. Và 100% khách hàng bên em đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhá. Bên em không phải lừa đảo nên anh em đừng có hỏi là có được kiểm tra hàng trước khi thanh toán hay không hay là các thứ, thì em dám khẳng định với anh em là 100% đều được kiểm tra hàng thoải mái nhá. Thậm chí khi anh em chốt đơn, em sẽ quay video đóng hàng và chụp ảnh máy các thứ chi tiết cho anh em. Nếu đến nơi mà anh em kiểm tra hàng không đúng ấy, không đúng mà như cái video mà em quay ấy, thì có nghĩa là bên vận chuyển nó đã cháo máy, thì anh em phải báo ngay cho em để em báo bên vận chuyển nhá anh em nhá, để có nghĩa là bên nó sẽ bồi thường lại cho em và em sẽ gửi cho anh em một con khác đó. Tại vì con máy nếu mà không đúng, cứ không đúng là anh em không nhận, không đúng là không nhận và gọi điện cho em đó. Đó, số điện thoại bên em dùng một số duy nhất là 0368 036860 thứ thứ hai. Em là Bùi Phương Nam và đường link ở phía dưới thì em có để cả fanpage Facebook và đường link trang cá nhân Facebook của em. Đó, có rất nhiều người theo dõi, toàn là người theo dõi thật nha anh em nhé. Và những cái ảnh trên đấy em có đang bán hàng rất là lâu rồi, anh em có thể tham khảo. Đó, độ uy tín của em thì anh em có thể tham khảo trang cá nhân Facebook, em bán hàng rất là lâu rồi. Số điện thoại chính chủ của em là 0368 60 42. Anh em có thể trực tiếp hoặc nhắn tin là fanpage, hoặc là nhắn tin vào nick Facebook hoặc là Zalo đều được hết. Đó, đầu tiên thì giới thiệu cho anh em, đó là em về được một ít Sony XZ1 hàng mới nha anh em nhé. Hàng mới. Đó, hàng mới nhưng mà không có hộp, không có phụ kiện nha anh em nhé. Nếu anh em mua thì em sẽ tặng kèm cáp sạc của Samsung sạc nhanh. Đó, hàng mới. Đó, có 3, em chỉ để trên bàn 3 cây thôi, tại vì bàn nó cũng chật. Đó, nếu anh em mua số lượng bao nhiêu cũng có. Đó, Sony XZ1 hàng mới nên 100% là nguyên zin áp suất nha anh em nhé. Nguyên zin áp suất, bản là bản AU của Nhật. Đó, về cái con này ấy, trước hàng cũ em bán là 3,5 triệu cho đến 3,8 triệu, 3,5 triệu cho đến 3,8 triệu. Hôm nay nhá, em giới thiệu lại cái cấu hình con này, đó là RAM 4, bộ nhớ của nó là 64GB anh em nhé. Con chip mạnh là Snapdragon 835, anh em chơi game thoải mái, con chip này chơi game thoải mái, không lo bị nóng như những cái con đời cũ như con Z5 nhá anh em nhé. Snapdragon 820 thì những cái con đời cũ nó sẽ nóng nhá anh em nhé. Màn con này là rộng 5,2 inch, camera con này là 19 chấm và 13 chấm. Đó, pin là 2700 mAh, có hỗ trợ sạc nhanh, một sim. Đó, giá cũ của nó là 3,8 triệu, máy cũ, giá con này em bán là 3,350 triệu, máy mới. Đó, máy mới. Đây, về hình thức thì anh em có thể xem đây. Về hình thức thì anh em có thể xem đây. Đây, ụp 3 cây vào cho anh em xem nhé. Đó, máy mới nhá anh em nhá, anh em nhìn vân tay chưa bao giờ có một vết. Đó, nếu mà anh em thích hàng rẻ nhá, nếu mà anh em thích hàng rẻ, con này là hàng máy mới nên giá cao, giá là 3,350 triệu. Đó, và trong tối nay hoặc là ngày mai em có về được tầm độ 200 cây Sony XZ1, 200 cây Sony XZ1 em bán thợ là chính thôi. Còn nếu anh em thích hàng rẻ thì em sẽ bán cho anh em, nhưng mà nó là máy cũ và nó chắc nó có một tí phản quang ấy. Giá thì rẻ hơn con này tầm độ 800 nghìn, là giá nó tầm độ 2,550 triệu cho đến 2,650 triệu nhá anh em nhá, 2,550 triệu cho đến 2,650 triệu. Đó, RAM 4, 64. Nếu anh em mua hàng cũ thì báo em trước nhá, không thì em bán một phát thợ là hết luôn. Đó, đây, hàng mới, giá 3,350 triệu. Sony XZ1 nguyên zin nguyên áp suất, mới chưa sử dụng. Đó, tiếp theo giới thiệu cho anh em, đây là cây LG V30. LG V30 thì em cũng có về được một ít, bán thợ còn để lại một ít thì bán cho anh em. Đó, LG V30, con này là RAM 4, bộ nhớ của nó là 64GB anh em nhá. Về LG thì anh em cũng biết rồi đó. Đó, RAM 4, bộ nhớ 64GB. Đây, LG V30 anh em nhé. Về hình thức đây, hình thức thì đẹp anh em nhé. Đó, LG V30. Đây, bản là bản version cho anh em nhé, bản version. Đó, máy zin, màn con này là màn 6 inch anh em nhé, màn 6 inch. Camera sau con này là hai camera, một camera 16 chấm và một camera 13 chấm. Camera trước là 15 chấm nha anh em nhé. Đó, pin là 3300 mAh. Sạc nhanh nha anh em nhé, có hỗ trợ sạc nhanh.
giá con này em bán là 3.150.000, 3.150.000 bảo hành cho anh em 3 tháng đó. Nếu anh em không lấy bảo hành thì em sẽ bớt một chút cho anh em đó, 3.150.000 bảo hành cho anh em 3 tháng. Leo gì V30 máy zin bản Mỹ nha anh em nhá. Đó, hình thức thì đây anh em, đó hình thức thì đây anh em xem. Đấy, tiếp theo giới thiệu cho anh em đó là XZ Premium, cái này XZ Premium đó, XZ Premium nha anh em nhá. XZ Premium này RAM 4 64, nó chạy con chip là Snapdragon 835. Con chip này thì dạo này em nhập rất nhiều con chip này tại vì nó mạnh, anh em phù hợp cho anh em chơi game, có thứ đầy đủ hết đó. Mặt kính đằng sau này cực kỳ đẹp luôn, máy như này. Giá hôm nay sẽ giảm 100.000 cho anh em nhé, giảm 100.000 tại vì em vì số lượng rất là nhiều đó, số lượng về số lượng rất là nhiều, bán thợ rất là nhiều, hôm nay sẽ giảm 100.000 cho anh em. Nhập số lượng nhiều nên nó sẽ, lô này nó sẽ rẻ hơn được một chút nha anh em nhé. Lô này em nhập số lượng rất là nhiều đó, nó rẻ hơn được một chút, rẻ hơn 100.000, em sẽ bán cho anh em là rẻ hơn 100.000. Giá cũ của nó là 3.650.000, hôm nay em bán cho anh em là giá 3.550.000 và bảo hành cho anh em là 3 tháng đó, phụ kiện cáp sạc bảo hành cho 3 tháng, lỗi 1 đổi 1 trong 30 ngày đầu tiên luôn đó, lỗi 1 đổi 1 có nghĩa bao test cho anh em là 1 tháng đầu tiên, lỗi phát đổi ngày mới, lỗi phát đổi ngày mới nha anh em nhé. Đó, quá đẹp, RAM 4 64, camera của này là 19 chấm và 13 chấm. Đó, và pin của nó là 3230 mAh, con này ngày trước em bán gần 4 triệu anh em ạ, gần 4 triệu cực kỳ tuyệt vời, nguyên zin nguyên áp suất nha anh em nhé, nguyên zin nguyên áp suất nha anh nhé, áp suất càng ngọt, anh em kháng nước kháng bụi hoàn toàn thoải mái nhé. Đó, lại lo máy không zin đây nữa anh em, lại lo máy không zin, màn thì con này cực kỳ đẹp luôn. Đây là iPhone X, iPhone X 256GB màn lô nha anh em nhé, Face ID các thứ đầy đủ hết. Đó, màn lô, màn lô anh em dùng Face vẫn thoải mái, cảm ứng vẫn thoải mái, ok nhá, chơi điện tử thoải mái ok, bản quốc tế trọn đời. Đó, con này là 256GB, bản Hàn Quốc là quốc tế trọn đời luôn, không bao giờ phải lo lóc, Hàn Quốc không có mua lóc anh em nhé, 100% quốc tế. Đó, bản 256GB thì con này giá của nó là 8.050.000 nha anh em nhé, được tận 256GB thì hiện tại bây giờ ngoài quán bán máy zin nó rơi khoảng tầm độ 10.500.000 cho đến 10.800.000, nó tùy anh em nhé. Màn lô máy mọi chức năng ok hết nhá, Face ID cái thứ vẫn nhạy nha anh em nhá. Đó, con này anh em chơi game cái thứ thì hoàn toàn tuyệt vời, vẫn cả mọi chức năng đầy đủ hết. Nếu thực sự ra nếu em không báo màn lô thì rất nhiều anh em không thể biết được màn lô đâu là màn lô, đâu là màn zin. Đó, anh em thợ mới vào nghề cũng không thể biết, tại vì màn lô về nó đẹp, nó đẹp thực sự là 8 cho đến 10, 8 cho đến 8 rưỡi, so với 10 là màn zin nha anh em nhá. Đó, có hai cây màu đen, còn hai cây màu đen màu trắng em bán rồi anh em nhá. Đó, hai cây màu đen 8.050.000. Tiếp theo là Google Pixel 2, Google Pixel 2 em nhé, con này cũng chạy con chip mạnh là Snapdragon 835. Đó, Google Pixel 2 RAM 4 64GB, con này thì màn nhỏ, thiết kế nhỏ gọn cho anh em nhé. RAM 4 64, màn 5 inch, camera con này là 12.3 và 8 chấm, 12.3 và 8 chấm. Về camera của Google thì anh em khỏi chê luôn. Về camera của Google thì anh em khỏi chê luôn. Con này nó đấu tất cả so với những cái sản phẩm ở đây. iPhone X thậm chí cũng phải thua nó anh em nhé. Đó, Google Pixel 2 nếu anh em mua về quay video vlog hoặc là chụp ảnh thì con này nó cực kỳ tuyệt vời, ngoài trời cực kỳ đẹp luôn. Đó, giá con này là 3.050.000. Đó, giá ngày trước có bán là 3.500.000, hôm nay bán 3.050.000 anh em nhé. Đó, màu đen, vân tay đằng sau đây. Về cái Android ấy, thì những con Google hỗ trợ Android cực kỳ tốt. Còn những cái con này em kiểm tra qua thì toàn Android 10 thôi anh em ạ. Đó, Android 10 cho anh em luôn. Google Pixel 2 nhá anh em nhá. Màu đen. Tiếp theo giới thiệu cho anh em là Note 5 đi. Note 5 thì giá là 2.550.000 và 2.750.000, tùy nhá anh em nhá. Đó, máy zin, màn đẹp, không lưu ảnh, không ám ú nhá anh em nhá. Đó, hình thức thì có trầy xước. Đó. Có sao thì báo gọi anh em thì cảm thấy phù hợp thì lựa chọn nhé. Con này là iPhone 6S đây, 128GB, thì cái nút nút tăng âm này nó hơi bị kẹt một chút anh em nhé.
Đó, bấm nó hơi khó một chút thôi. Em chưa ngại em chả buồn thay. Đó. Bấm vẫn bấm thoải mái, hơi bị kẹt một chút so với cái nút này. Đó. Pin thì thay mới 100% cho anh em rồi. Đó, pin thay mới 100% cho anh em rồi nhá anh em nhá. Pin đây, pin mới 100% luôn cho anh em. Anh em dùng thoải mái luôn. Đó, hình thức đây anh em. Bản quốc tế, bên em chỉ bán iPhone bản quốc tế nhá, không bán iPhone lock nha anh em nhá. Con này em bán bằng giá 64GB là 2.950.000. Giá con 128GB này là 2.950.000 nha anh em nhá, pin mới 100%. Đó, nếu anh em lo ngại về chênh nhau 100-200 so với những cửa hàng khác thì em đảm bảo với anh em là ví dụ như anh em thay viên pin mới, ví dụ bởi những cửa hàng khác pin nó tầm 8x thì anh em dùng được nửa tháng cho đến một tháng nữa thì pin 8x thì nó xuống rất là nhanh. Đó, thì anh em phải thay viên pin mới, một thay ngoài quán bây giờ tầm độ 250 cho đến 300. Đó, em thay luôn sẵn cho anh em về chỉ việc dùng thôi, ngon lành cành đào luôn, mà cộng thêm tiền pin thì nó rẻ, không phải như ở ngoài quán anh em thay, mà chưa chắc là ngoài quán anh em thay đã được viên pin tốt nhá, mà thậm chí ra ngoài đấy nó còn lấy linh kiện của anh em cũng không thể biết được. Đó, lắp cho anh em cái màn đều và anh em cũng chả để ý được. Đó, giá con này là 2.950.000 nhá, 6S. Con này là 128GB, con này 64GB cũng vậy, 2.950.000. Đó là bảo hành cho anh em 3 tháng, lỗi một đổi một trong vòng 30 ngày đầu tiên. Nếu mà anh em không lấy bảo hành thì em sẽ bớt một chút cho anh em. Đó, anh em nào không lấy bảo hành thì em sẽ bớt một chút cho anh em. Đây 6S 32GB. Con này 32GB cũng pin mới 100% nhá anh em nhá. Men zin, màn zin, vỏ zin nhá. Tất cả đều zin nhá. Trừ viên pin thay mới cho anh em dùng cho yên tâm. Con này bán giá thấp hơn 64 là 100.000, là 2.850.000. Nếu anh em không lấy bảo hành thì nó sẽ rẻ hơn, 2.850.000. Đó, viên pin mới 100%, anh em hoàn toàn yên tâm sử dụng luôn. Bản quốc tế 2.850.000. Vân tay mọi chức năng đều đủ hết anh em nhé. Đó, máy zin anh em nhìn phát biết ngay em ạ. Nhá, tiếp theo giới thiệu cho anh em là HTC U11. HTC U11 thì dạo gần đây thực sự là bán thợ rất là nhiều, cái dòng này bán thợ rất là nhiều luôn, rất nhiều anh em thợ mua con này, tại vì người dùng người ta thích con này từ cái lúc mới ra mắt cơ, đằng sau nó cong rất là đẹp anh em nhá, bóng loáng lắm ạ. Đó, con này em đã độ sẵn lên hai sim cho anh em, độ sẵn lên hai sim cho anh em và mua khay hai sim cho anh em đây. Đó, mua khay hai sim sẵn cho anh em. Đó, anh em thích dùng một sim thì dùng khay zin của nó, thích dùng một sim dùng khay zin của nó, còn không thì anh em thích dùng hai sim thì lắp cái khay hai sim vào, nhất hai sim là xong. Đó, đã lên sẵn hai sim cho anh em nhé, anh em nhé. Con này Android 8 này. Đó, anh em thấy không? HTC U11 RAM 4, bộ nhớ của nó là 64GB anh em nhé. Chip mạnh là chip Snapdragon 835, anh em cũng có thể chiến mọi game luôn. Đó. Camera con này là 12 chấm và 16 chấm. Đây, xem thử camera nó cho anh em nhé. Đó, anh em thấy nét không? 12 chấm và 16 chấm nhưng mà camera của nó nét không? Đó, pin con này là 3000, 3000 mAh và có hỗ trợ sạc nhanh anh em nhé, anh em sạc một tí là đầy, sạc nhanh kinh khủng. Màn con này 5,5 inch, màn 5,5 inch, giá là 3.050.000, bảo hành cho anh em 3 tháng. Đó, lỗi một đổi một trong vòng 30 ngày đầu tiên, anh em thấy ưng chưa? Đó, có màu này và màu này nữa, anh em ưng chưa? Ưng chưa? Em không phải còn 3 cây em để trên bàn đâu, em còn rất là nhiều, anh em thích mua số lượng bao nhiêu cây cũng có. Đó, tại vì em bán cả thợ mà anh em, em đổ cho những cửa hàng khác đó, anh em hoàn toàn yên tâm luôn. Đây là Nokia 3.1. Nokia 3.1 anh em nhé. Anh em xem, nếu xem video cũ thì xem video số 49 thì biết là con Nokia 3.1 số ý khác nhá. Và con này là con mới nhá anh em nhé, con mới về chứ không phải là con hàng cửa hàng hôm trước đâu. Đó, Nokia 3.1 nha anh em nhé. Đó, con này là hai sim, hàng chính hãng. Hàng chính hãng bản Việt Nam nha anh em nhé. Nokia 3.1 hai sim hàng chính hãng bản Việt Nam. Con này là RAM 2. RAM 2 bộ nhớ của nó là 16GB nha anh em nhé. RAM 2 bộ nhớ 16GB. Đây phụ kiện là quy đọc sim đây. Đây sách hướng dẫn này. RAM 2 bộ nhớ 16GB. Thì cái con này em bán với giá là 1.550.000. Đó, hàng chính hãng Việt Nam, có hộp, có phụ kiện. Đó, hàng chính hãng, RAM 2 bộ nhớ 16. Anh em dùng hai sim hai sóng thì con này giá rẻ nha anh em nhé. 1.550.000. Yên tâm luôn, Nokia 3.1. Đó. Đây, để ở đây. Đây, còn duy nhất một cây này. Duy nhất một cây Oppo A7. Oppo A7 còn duy nhất một cây nha em nhá. Nhưng màu kia em bán hết sạch rồi. Đây, Oppo đây. Đây phụ kiện cáp sạc đây.
Đấy. Bùa bảy con này màu màu vàng nhá anh em nhá. RAM 4 464 hàng chính hãng của Việt Nam. Đó, bản Việt Nam nhá anh em nhá. Bản Việt Nam. Nhân diện khuôn mặt và vân tay đằng sau lưng này đầy đủ hết. Đó, nó có xước một tí ở đây. Đó. Nhân diện khuôn mặt và vân tay đầy đủ hết nha anh em nhá. RAM 4 464, chip Snapdragon là 450 8 nhân. Màn con này là 6.2 inch HD cộng. Đó. Và camera con này là 16, sau là camera của nó là 13 chấm và 2 chấm. Camera trước là 16 chấm. 2 SIM 2 sóng. Đó, 2 SIM 2 sóng. Đó. Bảo mật vân tay, nhân diện khuôn mặt đầy đủ. Được viên pin của nó là 4230mAh. Đó, 4230mAh. Sử dụng Oppo chính hãng nha anh em nhá. Hộp của nó và phụ kiện các thứ là của nó nha anh em nhá. Không phải là so với hàng sách tay với hàng không có phụ kiện các thứ thì giá tất nhiên nó sẽ rẻ hơn nha anh em nhá. Đó, tùy anh em lựa chọn. Tiếp theo giới thiệu cho anh em nó là 6S Bluetooth. 6S Bluetooth 64GB bản quốc tế. 6S Bluetooth 64GB bản quốc tế. Đó, giá con này là 3.750.000 cho đến 3.950.000 nha anh em nhá. 3.750.000, 3.950.000 bản quốc tế. Đó. Cụ thể giá của nó là 3.950.000. Em bảo hành cho anh em 3 tháng, lỗi 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày. Nếu anh em không muốn rẻ, không muốn bảo hành, không cần bảo hành, đã tin tưởng rồi. Ví dụ như thế chẳng hạn thì hoặc là anh em ít tiền, anh em không cần bảo hành thì giá em sẽ bớt một chút cho anh em là 3.750.000 nha anh em nhá. 6S Bluetooth bản quốc tế, bộ nhớ của nó là 64GB nha anh em nhá. Bản quốc tế bộ nhớ 64GB, đã tháo ra kiểm tra chứ anh em đừng có gọi là đã bóc máy chưa nha anh em nhá. iPhone phải tháo ra kiểm tra main xem là zin hay không. Chứ bây giờ zin mồm thì bên em không làm việc được anh em nhá. Đó. Giá là 3.950.000 và hành cho anh em 3 tháng, lỗi 1 đồng một trong vòng 30 ngày. Nếu anh em không lấy bảo hành sẽ bớt một chút cho anh em. Đây con này là iPhone 8 Plus 256GB. Đó, 8 Plus 256GB. Rồi. Con này rịa mỗi một tí thì kính đây anh em nhá. Rịa mỗi một tí thì kính đây, em báo chuẩn luôn tình trạng nhá. Rịa một tí thì kính, bản quốc tế. Bao quốc tế trọn đời. Đó, bản quốc tế trọn đời, rịa một tí thì kính, pin thay mới 100% cho anh em sử dụng cực kỳ trâu bò luôn. Cực kỳ trâu bò luôn, vân tay các thứ đầy đủ hết. Giá ngang 64GB là 7.8 triệu. Đó, anh em nhìn đây. Đó, giá ngang 64GB là 7.8 triệu nha anh em nhá. Hình thức thì anh em có thể xem qua đây. 256GB nha anh em nhá. 256GB là chênh 64, nó rơi khoảng tầm độ 800 cho đến 1 triệu là ít. Riêng 8 ở lớp. Đó. Bản quốc tế trọn đời luôn. Rượu tí thì kính anh em dán cường lực phát hết luôn. Dùng mọi chức năng hoàn toàn là tuyệt vời. Tại vì nó bây giờ là pin mới 100% rồi. Đó. Tiếp theo giới thiệu cho anh em là iPhone SE. iPhone SE nha anh em nhá. iPhone SE thì giá cũ của nó là 2.350.000, là bảo hành cho anh em 3 tháng, lỗi 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày đầu tiên. Hôm nay em sẽ giảm 100.000 cho anh em. Đó là 2.250.000 bảo hành cho anh em 3 tháng. Đó, 2.250.000 bảo hành cho anh em 3 tháng. iPhone SE. Thì cái con này nó là bản quốc tế. Bản quốc tế và bộ nhớ của nó là 32GB. Đó. Do bản 32GB nó ra sau so với bản 16, 64 giống i6s. Đó, 6S cũng vậy, thì bản 32GB nó ra sau nên nó sẽ còn mới hơn và nó sẽ còn ngon hơn. Đó, anh em nào có thể tham khảo nhá. Máy zin nha anh em nhá. Đó, iPhone SE. Vỏ thì giống i5S, anh em nhìn thấy không? Nhưng cấu hình của nó là 6S nhá. iPhone SE. Anh em nào có rất nhiều anh em vẫn chưa biết về cái con này, anh em có thể tìm hiểu trên mạng nhá. Đây là Sony X Compact. Sony X Compact nha anh em nhá. Sony X Compact. Đó. Con này RAM 3, bộ nhớ 32GB. Anh em chiến game nhẹ, ví dụ Liên Quân thì chơi được cho anh em nhé. RAM 3, bộ nhớ 32. Đó. Cái con này là nguyên zin, nguyên áp suất nha anh em nhé. Còn kháng nước, kháng bụi cho anh em. Đó, kháng nước, kháng bụi, hoàn toàn ok. Tại vì nó còn nguyên zin, nguyên áp suất mà. RAM 3, bộ nhớ 32. Con này chạy con chip là Snapdragon là 650 nha anh em nhé. 650. Đó. Màn thì nhỏ, con này em không nhớ con này là màn 4.6 hay 4.7. Em không nhớ rõ. Đó. Giá con này là 1.4 triệu cho đến 1.550.000. Đó, tùy anh em lựa chọn. Anh em mua giá bảo hành 3 tháng cho anh em là 1.550.000. Nếu anh em không lấy bảo hành thì sẽ trừ cho anh em 150.000 là 1.4 triệu, phụ kiện cáp sạc cho anh em nhé. Đó. Thì cuối video em có giới thiệu lại cho anh em một lần nữa, đó là đây là Sony XZ1. Đó, XZ1 bản quốc bản AU, đó bản thật, và con này là máy mới không có phụ kiện. Đó, em sẽ tặng cho anh em phụ kiện cáp sạc của Samsung. Đó, không có phụ kiện Sony em nhé.
giá của nó là 3.350.000. Thì trong tối nay hoặc ngày mai nếu anh em muốn mua máy cũ thì liên hệ bên em. Còn XZ1 này giá nó sẽ rẻ hơn tầm độ ít nhất là từ 600.000-800.000. Đó là 2.550.000 cho đến 2.650.000 tùy. Đó. Anh em nào cần thì liên hệ với em nhá. Nếu anh em thấy hay ủng hộ em đăng một cách đăng ký kênh, bấm chuông, khi nào lên video mới phát anh em nhận được luôn. Đó, hoặc là anh em bình luận cho em nhá. Nếu anh em đang mua hàng thì bình luận cho em. Đó, những sản phẩm ở đây mà không phù hợp với anh em muốn mua sản phẩm khác thì cũng bình luận phía dưới cho em. Và một hai hôm nữa em lại về cả Samsung S7S nha anh em nhá. Xin chào tạm biệt anh em.